Cả mọi người nhé, đây là siêu phẩm sữa rửa mặt Dạ Thảo Liên đã đổ bộ trên shop của Hà rồi đây. Vì sao em sữa rửa mặt này lại hot đến vậy? Thì hôm nay Việt Hà Bắc Sơn sẽ bóc phốt cho các bạn nha. Sữa rửa mặt này thì được chiết xuất từ những thành phần rất là tự nhiên luôn. Thứ nhất đó là glutaline này, rồi là tinh chất cam thảo này, lô hội này, rồi là trầu không, rồi là vitamin B3, vitamin E và rất là nhiều những cái vitamin khác. Thì cái công dụng của nó lại càng tuyệt vời hơn nữa các bạn ạ. Đây là cái sản phẩm giúp làm sạch sâu cho da. Chính vì vậy khi sử dụng cái sữa rửa mặt Dạ Thảo Liên này, các bạn có thể bỏ hoàn toàn tẩy da chết các bạn nhé. Mà da đã rất là đẹp rồi và da đã rất là sạch rồi. Và cái quan trọng hơn nữa đó là nó sẽ giúp làm mờ nám, mờ tàn nhan này, rồi là mờ đi những cái vết thâm ở trên da này. Đặc biệt nó còn giúp giảm mụn và làm da trắng sáng dần lên và chống lão hóa cho da. Chính vì vậy nên là em siêu phẩm này vừa mới về một cái. Hôm nay là về gần 10.000 cái siêu phẩm này nhá. Nhưng hiện tại thì nhà Việt Hà Bắc Sơn chia pin đi cũng sẽ hết tầm độ là hơn 5.000 sản phẩm rồi. Thực sự thì là đấy là sỉ nẻ nhà Việt Hà Bắc Sơn lấy mọi người nhá. Và em này dự là sẽ hot nhất trong cái mùa Tết năm nay mọi người ạ. Vì ai nhu cầu Tết cũng muốn là sẽ làm sạch da. Làm sạch da là một cái bước quan trọng nhất trong quá trình dưỡng da. Nếu như các bạn muốn là da có sáng, có đẹp, có đều màu được thì các bạn phải có cái bước làm sạch da. Da càng sạch này thì nó sẽ không có nhờn này, không có những cái bã nhờn hoặc là những cái mụn đầu đen này, rồi là những cái vết thâm lám ở trên da. Thì khi đó da có ăn dưỡng chất thì nó mới đẹp được. Còn nếu như các bạn có bôi bao nhiêu lớp kem đi chăng nữa nhưng các bạn không làm sạch da thì da các bạn cũng sẽ bờ lên rất là xấu các bạn ạ. Và sau đó là nó sẽ nổi mụn, nổi sần lên. Và em sữa rửa mặt của Dạ Thảo Liên này được chiết xuất từ trầu không mọi người ạ. Và khi mọi người đã sử dụng cái em chiết xuất từ trầu không rồi, mọi người sẽ cảm giác là nó rất là mát này, nó rất là dịu này. Và đặc biệt nó sẽ làm sạch da. Và sạch ở đây là sạch sâu nhá, sạch dịu nhẹ lại sạch sâu nữa. Đây chính là một cái điểm cộng của em nó. Và hơn nữa rất là tuyệt vời. Đây là cái phần đầu chải của nó này em mọi người ơi. Cái đầu chải thì được bảo vệ bởi một cái lớp bọc bên ngoài để tránh vi khuẩn xâm nhập này. Và cái thứ hai, cái đầu chải này khi chúng ta chỉ cần nhấn tầm 3 lần thôi là bắt đầu cái bọt nó ra. Và khi cái bọt ra thì chúng ta sẽ rửa mặt trực tiếp luôn. Và khi rửa mặt bằng cái đầu chải nó vừa mềm mịn này. Đấy, đầu chải này là đầu chải cao cấp mọi người nhá. Nó mềm mịn này và nó sẽ đi vào từng cái lỗ chân lông của chúng ta và nó sẽ làm sạch sâu hơn nữa. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái đầu chải này nó sẽ rất là tiện dụng. Bình thường ấy, các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta lấy tay rửa mặt như này này, chúng ta sẽ thấy rất là mỏi tay và chỉ sử dụng được tầm độ rửa qua qua cái mặt thôi là chúng ta đi vào rồi. Nhưng khi mà có em này ở trong tay ấy, mọi người có thể là bật TikTok lên hoặc là bật một cái phim ngắn ở trên TikTok, ở trên Facebook lên, mọi người vừa xem trên điện thoại. Đấy, mọi người kết hợp là đứng ở phần cái gương ở trong nhà vệ sinh ấy, mọi người sẽ rửa mặt trong vòng 2 đến 3 phút được luôn. Đấy, tại vì nó xoáy, nó rất là dịu nhẹ trên da và làm sạch da, cảm giác rất là sung sướng luôn. Và hôm qua thì Việt Hà Bắc Sơn đã massage tầm 2 đến 3 phút đồng hồ và sau khi massage xong mình thấy là cái da của mình nó sáng mịn hơn và đặc biệt là nó sẽ cái lỗ chân lông của mình nó cũng sẽ được thông thoáng hơn và mình thấy cái cảm giác là sờ đến đâu là da mịn màng đến đó. Và sau đó thì mình đã bôi dưỡng chất vào và đi ngủ thì mình thấy là sáng hôm sau tỉnh dậy thì mình thấy da của mình nó căng mịn hơn. Và nếu như các bạn đang muốn tìm một em sữa rửa mặt này vừa an toàn vừa thiên nhiên và là một sản phẩm của công ty Dạ Thảo Liên, một công ty có cái thương hiệu 15 năm rồi, thì mọi người cứ liên hệ ngay Việt Hà Bắc Sơn nhé. Em này là 150ml, có giá là 190.000, tính ra rất rẻ thôi. Mỗi ngày chỉ mất 1.000 đồng thôi để các bạn có được cái làn da sạch. Làn da muốn đẹp đến đâu đi nữa, muốn trắng, muốn mịn, muốn hết mụn, hết nám thì nó phải sạch trước mọi người nhá. Và em sữa rửa mặt này sẽ giúp cho mọi người là làm sạch da đó. Và em sữa rửa mặt này có một đặc điểm nữa đó là cả nam, cả nữ, từ trẻ nhỏ đều có thể sử dụng được mọi người nhá. Đấy, mọi người có thể mua về để cho cả gia đình nhà mình sử dụng. Nam thì là sẽ giảm mụn này, rồi là sẽ làm thông thoáng sạch da này, sạch bụi bẩn trên da sau một ngày làm việc mệt mỏi này. Nữ thì sẽ giúp sáng da, giảm những cái nếp nám tàn nhan đi. Đó, dùng sữa rửa mặt mà được 5 công dụng trong một, vừa không phải tẩy da chết, lại vừa giúp làm sáng da, giảm nám tàn nhan, giảm mụn thì còn gì tuyệt vời hơn phải không mọi người. Và đặc biệt hơn nữa là trong mỗi em sữa rửa mặt này lại đang được tặng kèm mọi người nhá, một phiếu bốc thăm trúng thưởng. Và phiếu bốc thăm trúng thưởng này thì sẽ có cái giá trị là từ tháng 1 cho đến tháng 3 dương lịch năm 2022 và sẽ quay số trúng thưởng vào cuối tháng 3 mọi người ạ. Và cái giải thưởng rất là cao, trong đó có giải đặc biệt đó là một xe SH trị giá 86 triệu này, rồi một TV 55 inch này, rồi là 5 nồi chiên không dầu và hàng ngàn giải tinh dầu răng miệng 5 ml của Dạ Thảo Liên nữa. Đây là một điều rất là tuyệt vời, vừa mua vừa được sử dụng này,
vừa giúp da dẻ của mình đẹp hơn này, lại vừa có cơ hội may mắn bốc thăm trúng thưởng. Đó, rất là tuyệt vời mọi người. Và lại còn chần chừ gì nữa mà không nên đơn ngay. À, mình sẽ bán lẻ từ 1 em và tuyển sỉ từ 5 em sữa rửa mặt này nhá. Và bạn nào đang muốn nhập sỉ em sữa rửa mặt này để bão tiền mùa Tết thì liên hệ ngay với Việt Hà Bắc Sơn theo số điện thoại là 0963 146392 nhá. Đây là kho hàng khủng nhà mình nhá. Hôm nay thì về là 10.000 sữa rửa mặt trầu không lô hội này. Và tiếp theo đó là về 3.000 sản phẩm An Dân để sông mũi họng nhá. Cái sản phẩm An Dân thì tí nữa mình sẽ review tiếp cho mọi người nhá. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Bye.